Sáng ngày 29 tháng 9 năm 2020, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ điểm tập kết thuốc lá lậu với quy mô lớn, thu giữ gần 20.000 bao thuốc lá các loại tại khu vực tổ 5, ấp Tân Định, xã Tân Lập, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Theo thông tin, vào lúc 2 giờ 30 phút rạng sáng ngày 28 tháng 9, qua công tác trinh sát nắm tình hình và nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, tại bãi đất trống ven đường thuộc khu vực tổ 5, ấp Tân Định, xã Tân Lập, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang có nhiều bọc đen được đậy kín bằng tấm cao su bên trên. Nghi vấn thuốc lá lậu nên lực lượng chống buôn lậu thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh An Giang đã đến hiện trường để kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong các túi ni lông màu đen có chứa gần 20.000 bao thuốc lá ngoại các loại như Hero, Jet, Nelson, ước tính trị giá khoảng 290 triệu đồng. Được biết, số thuốc lá lậu này được các đối tượng chuẩn bị sử dụng xe mô tô và xuồng máy vận chuyển đi tiêu thụ. Tại thời điểm kiểm tra, thu giữ không có ai nhận là chủ sở hữu thuốc lá nhập lậu trên. Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản và tạm giữ toàn bộ tang vật để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, vào ngày 13 tháng 9 năm 2020, cũng tại địa điểm trên, lực lượng chống buôn lậu Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh An Giang cũng đã bắt giữ 19.100 bao thuốc lá ngoại các loại không ai nhận là chủ sở hữu, tổng trị giá trên 270 triệu đồng.